Nửa đêm nghe tiếng động mạnh ngoài bồn nước, chủ nhà rọi đèn kiểm tra phát hiện điều kinh hoàng. Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 15 tháng 8, ông TVA 59 tuổi ở khu phố 3, thị trấn Vân Canh đang nằm ngủ tại nhà, thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình bằng inox thể tích 960 lít đặt ngoài hiên. Sau đó, ông A bật dậy lấy đèn ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể trong bồn nước. Nạn nhân là nam giới tầm 30 tuổi, mặc quần đen, áo thun đen. Ông A hoảng sợ la lên để người nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Sau đó, vụ việc được báo với công an địa phương. Ngày 16 tháng 8, công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường tử thi và lấy mẫu vật thể để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong bồn chứa nước. Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Danh tính nạn nhân được xác định là anh DNNJ, 36 tuổi, ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cơ quan chức năng thông tin theo gia đình nạn nhân cho biết, anh Dê cùng vợ và hai con nhỏ vừa mới đến thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh thuê nhà ở để buôn bán. Qua lời kể của người thân, anh Dê có tiền sử bị bệnh trầm cảm. Khoảng 22 giờ tối ngày 14 tháng 8, anh Dê ra khỏi nhà rồi không thấy về, nên vợ đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau, khi nghe tin người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết trong bồn nước của gia đình ông TVA, vợ anh Dê đến và xác nhận là chồng mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.